bảy mươi ba từ vựng ý nghĩa và duyên sự đến hàng Phật tử chúng con. Nam mô Bụt Thầy Gia Gia, con xin được thành kính cúng thỉnh đại đức Minh Mẫn. Sa thú lần thai kính tri ân huynh Quách Thanh Á. Kính tri ân bà con chư Phật tử đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Con thành kính đảnh lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bộ môn pháp cú với câu kệ pháp cú số 73. Ở trong câu kệ này chúng ta sẽ học 3 phần. Đầu tiên chúng ta học về từ vựng, tiếp theo chúng ta học về duyên sự, và sau cùng là chúng ta sẽ học ý nghĩa của câu kệ. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ này gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Asan tăng pha quăng ích chay giá, Asan tăng pha quăng ích chay giá. Đoạn thứ hai: Pureka rành khu su, Pureka rành cha phích khu su. Đoạn thứ ba: Awa se su cha is sariyan, Awa se su cha is sariyan. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Pu cha para khu le su cha, Pu cha para khu le su cha. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên á san tăng, đây là một hợp từ chúng ta tách ra á cộng với là san tá. San tá chia theo đối cách, chia theo cách thứ hai. Thành ra nó có cái hình thức là ăn. Á là phủ định từ, có nghĩa là không. Rồi chữ san tá. San tá tiếng Anh họ dịch đó là being, existing, tức là tồn tại, hiện hữu, có thực. Vậy á san tá đó là không có tồn tại, không có thực. Thật, phải xin lỗi, thật không phải thật, không có thật, rồi không có hiện hữu. Tức nếu mà mình dịch thoát đó, ha, thì là asamta đây đó, mình có thể dịch đó là mơ mộng hảo quyền. Rồi từ thứ hai pha quăng, pha quăng là hình như là có sai sót gì không, xin thưa quý vị. Ba năm tám, hai bốn năm tám, pha quăng hả, pha quăng hay là pha quá năng. Chúng tôi check lại một cái. Chúng tôi vô cái trang web tipitaka.org để check lại cái đó một cái. Tham Bà La Bà Ly Bà La Quát Rác. Rồi
Ok, này là 73. Đúng rồi. À, cái bảng miếng điện đó là Asam Tăng Pha Quá Nắp Mít Thầy á. Còn cái bảng mà của Sia Sia tức là bảng của Thái đó thì mới là Asam Tăng Pha Quá Mít Thầy á. Còn cái bảng của Campuchia đó là Asam Ta Pha Quá Nắp Mít Thầy á. Thành ra quý vị có thể sửa lại chúng ta hồi đó giờ học cái bảng của miếng đó. Thành ra chúng ta sẽ xài cái chữ là pha quá nát mít thầy á. Đúng rồi. Nếu mà pha quăng ha ít thầy giá đó thì pha pha quá đó. Cái nghĩa nó rất là khác. Còn pha quá nát mít thầy giá đó thì lúc này chúng ta mới tách ra pha quá năng cộng với là ít thầy giá đó, thì pha quá năng này là danh từ, còn á san tăng đó là tính từ bổ nghĩa cho pha quá năng. Dạ không ạ. Câu thứ nhất thưa cô Nhật Quỳnh. Câu thứ nhất câu thứ nhất là a san tăng pha quá nát mít pha quá nát mít thầy á đó, cô mới sửa lại đúng rồi đó. Chữ a san tăng mình đã lấy nghĩa rồi, giờ tới chữ thứ hai là pha quá nát mít thầy á. Đúng rồi cô, cái từ mà cô đặt dấu hỏi đó đó là từ 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 đó là đúng rồi đó, đó là theo bảng của miếng điện á. Pha quá năng ít thầy giá, đây là một hợp từ chúng ta tách ra pha quá năng cộng với là ít thầy giá. Pha quá năng là pha quá na, pha quá na chia theo đối cách, chia theo cách thứ hai đó, thành ra nó có cái hình thức là pha quá năng, pha quá na, pha quá na. Đây là một cái danh từ rất là quen thuộc đối với chúng ta rồi. Pha quá na mình dịch thông thường đó là tu tiếng. Mà tu tiếng đó thì cũng là từ tiếng Hán, thành ra mình dịch ra tiếng Việt đó thì pha quá na đó là sự lớn mạnh, sự tiến bộ, sự tiến triển. Rồi ích thầy giá, ích thầy giá đây là cái động từ ích sắp tí mà chia theo khả năng cách ngôi thứ ba số ích. Thành ra nó có cái hình thức là ích thầy giá. Ích sát tí, động từ ích sát tí có nghĩa đó là muốn, mong muốn, ước muốn. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai có hai từ, từ đầu tiên chúng ta thấy đây là một hợp từ Purekha Rancha là một hợp từ, chúng ta tách ra Purekha Rang cộng với là cha. Purekha Rang là Purekha Ra chia theo cách thứ hai, chia theo đối cách. Purekha Ra có nghĩa là sự sùng bái, sự tôn kính, sự kính nể. Chữ chá có nghĩa là và. Rồi phikkhu su là phikkhu mà chia thứ bảy số ít. À, xin lỗi quý vị, chia theo cách thứ bảy số nhiều vậy. Cách thứ bảy là định sở cách.
Ủa, để coi. Đúng rồi. Ê, ê xuống vậy. Thì cách thứ bảy số nhiều. À, thì cách thứ bảy á là lúc đó mình hiểu thêm vô cái chữ tại, trên, trong, dưới, ở, giữa. Thì đây là phiết cú xuống, là giữa các vị tỳ kheo hay là trong các vị tỳ kheo. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên Awaseṣu là Awasa chia cho các thứ bảy. Chia theo cách thứ bảy số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là Esu Awasa. Awasa có nghĩa là chỗ ở, chỗ trú. Thì ở đây mình cũng dịch giống như là cái cách mình dịch ở trên phía cú xuống đó, là mình dịch là giữa các chỗ ở hay là giữa trú xứ, giữa các trú xứ. Từ thứ hai chá có nghĩa là và. Từ thứ ba Isariyang là Isariya chia theo đổi cách, chia theo cách thứ hai, thành ra nó có hình thức là ăn. Isariya có nghĩa là uy quyền, quyền thế. Uy quyền, quyền thế. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên Pucha Pucha đây là một cái danh từ. Pucha đây là danh từ tận cùng vị ngữ A. Thì danh từ tận cùng vị ngữ A đó có hai trường hợp. Một đó là chủ từ số nhiều của danh từ nam tính vị ngữ A. Hai đó là danh từ nữ tính số ít. Thì trong trường hợp này đó, pu cha ở đây đó là danh từ nữ tính chia theo chủ cách. Ủa rồi pu cha hay pu chăng xin thú gì? Pu cha. Theo lẽ ra phải là pu chăng đó, mà không biết sao ở đây là pu cha. Phải chia theo đối cách để lúc đó đó nó mới làm túc từ cho cái động từ ích hay á. Đó thì nói chung văn Bali nhiều khi mình cũng khó hiểu lắm xin thưa quý vị. Có khi đáng lẽ ra chia đối cách nhưng mà lại chia thành chủ cách. Thì trong trường hợp này pu cha đây mình phải hiểu theo đối cách. Pu cha là sự cúng dường. Rồi từ thứ hai pa ra cụ lề su. Đây là một hợp từ mình tách ra pa ra cộng với là cú lát. Mà cú lê xuống đó là chia theo các thứ bảy số nhiều. Pa ra là khác, cú lát là gia đình. Pa ra cú lát là gia đình khác. Pa ra cú lê xuống là giữa các gia đình khác. Thì giữa các gia đình khác ở đây đó, mà đối với người tu đó thì mình hiểu là bá gia bá tánh. Đó, mình có thể dịch thoát đó là bá gia bá tánh. Còn mà mình dịch nguyên
dịch theo tự đó là giữa các gia đình khác, là chữ cha là liên tự. Xong bây giờ mình mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Nguyên cả cái đoạn cái câu kệ Pháp Cú số 73 này chúng ta thấy chỉ có một động từ thôi, đó là động từ ích thì. Và câu kệ 73 này thì liên hệ với câu kệ 74, thành ra chủ từ hay là chủ cách của cái câu kệ này đó là ba lô. Ba lô là người người ngu hay là ngu nhân nó sẽ thú vị. Đó, thì người ngu hay ngu nhân đó mình hiểu đó là được ẩn ở trong cái động từ, vì động từ ở đây đó là chia theo chủ cách ngôi thứ ba số ít. Thì người ngu là ngôi thứ ba số ít. Do đó giờ mình dịch nè, lấy cái động từ mình dịch trước. Mình đóng ngoặc mở ngoặc, người ngu ít thầy giá, người ngu ít thầy giá, có thể ít thầy giá khả năng cách, cho nên mình dịch là có thể mong muốn pha quá na là sự lớn mạnh, mong muốn sự lớn mạnh á sanh tăng không có thật, đây là không có hiện người ngu có thể mong muốn sự lớn mạnh không có thật. Rồi cái tiếp theo nè, có thể mong muốn phu rê kha răng, có thể mong muốn sự kính nể phích khu xúc giữa các vị tỳ kheo, có thể mong muốn Isariyang uy quyền Awaseso giữa các trú xứ. Thì trú xứ ở đây đó mình có thể dịch là trong chùa hay là trong tịnh xá. Rồi có thể mong muốn Pu Cha, ở đây hồi nãy chúng tôi nói với quý vị đáng lẽ là Pu Chăng, là sự cúng dường. Không không, cái đoạn cuối này thì là mình thêm chữ và có thể mong muốn sự cúng dường pa ra cụ lề xuống giữa các gia đình khác, hay là có thể mong muốn sự cúng dường giữa ba già ba tập. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 73. Kính tri ân cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 73. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang Sammasambuddho Bhagavabuddhaṃ Sakkavanna Phi Vademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassami Suppatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Saṅkhaṃ Namāmi Namaturatanatthayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp.
Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp. Tại râm Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 73. Câu kệ này nằm trong phẩm Ba La Quát Gá, phẩm Ngũ Nhân. Câu kệ với câu kệ Pháp Cú số 74. Hai câu kệ này có cùng một duyên sự được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tá Quán Á, đề cập đến vị tỷ kheo có pháp danh là Su Thâm Mát. Su Thâm Mát, chữ Su ở đây đó mình có thể dịch là thiện cũng được, mà có thể dịch là diệu cũng được. Thành ra Su Thâm Mát đây mình dịch là diệu pháp. Mà đàn ông á, con trai đó từ xưa tới giờ mình không có nghe cái pháp danh là diệu pháp, mà mình nghe đó là thiện pháp. Chứ kỳ thật ra thì Su Thâm Má đó, mình gặp rất là nhiều, và người ta dịch là diệu pháp. Thì thành ra đó là dịch sao cũng được hết quý vị ha. Đề cập đến cái gì tỳ kheo có cái tên đó đó. Cái vị tỳ kheo này đó, đi xuất gia ở trong giáo pháp này, và rồi được chư tăng đề cử làm trụ trì hay là quản lý một cái ngôi chùa. Cái ngôi chùa này đó là do ông Thiện Nam Chích Tá. Ông Thiện Nam Chích Tá này một lần nọ được ngài Maha Nama ngài Maha Nama là một trong năm thầy Kiều Trần Như đó, xin thú vị. Ngài Maha Nama nói đạo cho cái ông Thiện Nam Chích Tá này nghe. Thì ông Thiện Nam Chích Tá này đã chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn và rất là kính trọng, nể trọng, yêu thương ngài. Thì kính trọng, nể trọng, yêu thương ngài đó thì cũng tức là kính trọng, nể trọng, yêu thương luôn Đức Phật, kính trọng, nể trọng, yêu thương luôn tăng chúng. Mà ông Thiện Nam Chích Tá này đó thì xin thưa quý vị, ông này là một đại gia. Thì thành ra khi mà có cái sự kính trọng, nể trọng, có niềm tin, có sự cung kính vậy đó, thì thể hiện ra bằng cách đó là xây ngôi chùa, cúng dường đến Phật, đến Tăng. Và cái vị tỳ kheo Su Thâm Má này được chỉ định quản lý cái ngôi chùa đó, quản lý cái ngôi chùa đó. Và một lần nọ, tôn giả Sariputta cùng với tôn giả Mukkalana cùng với tổng cộng là 1.000 vị tỳ kheo đã đi đến trú ngụ tại cái ngôi chùa này. Thì ông Thiện Nam Chích Tá này nghe danh tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta đó là tướng quân chánh pháp, đây là một bậc thầy về giáo pháp, cho nên đó là ông ta ước muốn được nghe ngài thuyết giảng Phật pháp, thành ra đó là đến chùa để hỏi pháp. Thì vì vừa mới từ xa đi đến chùa này, cái thành ra đó là ngài Xá Lợi Phất chỉ thuyết ngắn thôi. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, ngắn đó rất là chất lượng. Ngài thuyết đúng với cái tâm trạng, đúng với cái căn cơ cá tính của công chích tá đó.
Thành ra sau khi nghe xong, nghe ngài Sariputta thuyết pháp xong đó, thì ông chứng đắc đến Đà Hoa Na Hàng, trở thành bậc thánh Tam Quả, trở thành bậc thánh Tam Quả. Sau đó đó ông mới thỉnh 1.000 ngày vị tỳ kheo đó, đó hoan hỷ quá mà sư thú gì nếm được hương vị pháp thì là ôi thôi, cái niềm hoan hỷ dâng lên tột cùng. Rồi là mình là đại gia nữa thì là có đầy đủ điều kiện để mà làm phước. Do đó thỉnh hết 1.000 vị theo đó ngày mai về nhà trai tăng. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, thỉnh xong rồi cái bắt đầu mới quay qua thỉnh ông sư trụ trì, tức là ông là cái vị tỳ kheo tên là Xuất Thâm Má này nè. Cái ông tỳ kheo Xuất Thâm Má này nè, ông mà từ gái lên ông nói mình đương đương là trụ trì, là người quản lý của cái ngôi chùa này, vậy mà không có bằng mấy cái vị khách tăng này. Cái ông Xuất Thâm Má này đó là thiên vị, đại loại vậy, có mới nới cũ. Có các vị này cái bắt đầu đó là không còn ngó ngàng gì đến ổng nữa, ổng bực bội tức tội. Thỉnh ổng không có nhận lời. Nhưng mà rồi đó xin thú vị, ngày mai 1.000 vị tỳ kheo này đi đến nhà của ông Chích Tá để thọ bát đó, thì vị tỳ kheo Xuất Thâm Má này cũng đi đến, đi đến để xem coi gia chủ cúng dường đến 1.000 vị tỳ kheo đó như thế nào, cúng dường thực phẩm thượng hảo hạng hay là cúng dường thực phẩm không có ngon lành, đại loại vậy. Nhưng mà xin thưa quý vị, người ta đại gia mà, thì thành ra đó là người ta phải cúng vật dừa long, cúng vật quý trọng, rồi là cái gì, đây là đối tượng xứng đáng được cúng dường mà. Nhờ ngài Xá Lợi Phất nè, mà ổng đó được thăng tiến ở trong dòng thánh, từ tu quả tiến lên thành tam quả, vậy thì cái sự tri ân đối với ổng là càng cao hơn nữa. Đó là đối tượng xứng đáng cúng dường. Thì theo quý vị, nếu mà quý vị là đại gia đó thì quý vị cũng đồ xịn hay là đồ dỏm, phải cúng dường đồ xịn rồi. Đó thì cái vị tỳ kheo Xuất Thâm Má này thấy các lễ phẩm cúng dường đó thượng hảo hạng vậy đó, nhưng mà vì cái lòng ganh tị đó xin thú vị, vì tự ái, vì bực bội đó là thí chủ không có coi trọng mình, mà thấy mới nới cũ vậy đó, rồi đường đường đó mình là trụ trì nữa mà lại bị coi thường quá. Thì thành ra cũng phải kiếm cái cớ gì đó để hạ bệ cái ông thiện nam đó cho mình hả dạ tí. Thì bắt đầu đó là mặc dù ha, các cái lễ phẩm cúng dường của ông Chích Tá này rất là trọng thể vậy đó, nhưng mà cái vị tỳ kheo này nè, cũng dùng cái ngôn từ như là nói lái nè, hoặc là thổ ngữ gì đó, đại loại vậy, nói ra để như đó là chê bai, như là chê bai. Thì xin thưa quý vị đó, ông Chích Tá này là một bậc thánh tam quả nữa, xin thưa quý vị, bậc thánh tam quả là người không còn sanh. Chúng tôi nhớ bậc thánh tam quả là người không còn sanh, người không còn tham dục, không còn sanh đó thì thành ra là cái gì, người ta nói gì đó kệ người ta, không còn có gì ứng, người ta nói gì đó kệ người ta, không có bực bội tức tối nữa đó. Nhưng mà là cái gì, vì là bậc thánh tam quả rồi, do đó là gì, là hướng đến cái hạnh lợi tha nhiều hơn. Bậc thánh tứ quả đó thì chỉ sống lợi tha thôi chứ không còn sống tự lợi nữa, còn bậc thánh tam quả đó mặc dù vẫn còn sống tự lợi, tức là làm lợi cho mình nè, làm sao để mình đạt đến a la hán quả. Nhưng mà xin thưa quý vị, từ tam quả lên tứ quả đó còn có chút xíu nữa thôi, do vậy đó mà bậc thánh tam quả đó thì sống lợi tha nhiều hơn là tự lợi. Thành ra đó là để tế độ cái vị tỳ kheo này nè, để ông Chích Tá này đó ông mới thuật lại cho nghe một cái câu chuyện ngụ ngôn, để mong đó qua đó vị này thấy ra được cái lợi và cái hại, để có sự tiến bộ ở trong việc tu hành của mình. Chứ còn dĩ nhiên đó là xúc phạm đó thì là không dám,
Dầu dầu ha, đó là vị thánh Tam Quả đi nữa, nhưng mà thánh Tam Quả đó đó vẫn còn là cư sĩ. Rồi cái vị tỳ kheo này nè, dầu là phàm đi nữa đó, thì vị thánh Tam Quả cư sĩ đó cũng không thể xúc phạm được. Chúng ta nhớ vậy ha. Do đó là chỉ có thể đó là gợi ý thôi, nói nhẹ nhẹ thôi, để cho vị này nhận ra. Nhưng mà xin thưa quý vị đó là vị này đó thì chẳng những không có nhận ra mà có thể nói đó là tâm bệnh lục tặc đó nó nổi mạnh hơn nữa, tự ái đó dồn dập hơn. Cái bắt đầu đó là cái gì? Nói ông kia đó là này kia kia nọ đại loại vậy. Cái bắt đầu đó là bực bội tức tối lên, nó thôi ta trả chùa lại trong đó, ta đi về. Đầu đó là bỏ đi về chùa Kỳ Viên để đảnh lễ Phật, cho dù đó ông chích tá này nè ông có năn nỉ ỷ ơi năm ba lần gì đó thì là vậy này cũng đi qua. Cái bắt đầu đó là vị này đi về đảnh lễ Đức Thế Tôn, thì tường trình lại cái câu chuyện đầu đuôi vậy đó. Thì Đức Thế Tôn ngài mới dạy, ngài nói cận sự nam của ông đó là người có đức tin trong sạch, chứ ngài chỉ nói vậy thôi chứ ngài cũng không có cho biết đó là bậc thánh Tam Quả đâu, mà chỉ cho biết đó là bậc là người có đức tin trong sạch là đúng rồi. Vậy đó mà ngươi ha lại thô lỗ cọc cằn miệt thị người ta. Đức Phật ngài nói như vậy xong cái bắt đầu mới triệu tập chư tăng lại, khuyến cáo nhắc nhở cái vị tỳ kheo này. Cái vị tỳ kheo này đó hãy đi xin lỗi, đi đi sám hối, đi xin lỗi ông chích tá, đó là xin lỗi người cư sĩ đó. Thì sau khi mà vị tỳ kheo này sám hối chư tăng xong, bắt đầu đó mới đi về lại cái ngôi chùa đó đó, xin lỗi gì gặp ông thiện nam chích tá. Thì vị này mới nói nè, này ông gia chủ, ta đã biết lỗi rồi thì ông hãy xá lỗi cho ta đi. Đó thì lúc này nè, xin thưa quý vị, ông thiện nam chích tá đó không có chịu tha thứ, mà ông nói con không thể tha thứ cho ngài được. Cái vị tỳ kheo xuất thân má này xin thú vị ngỡ ngàng quá, nghĩ rằng mình đường đường là vị tỳ kheo trụ trì đi xin lỗi cư sĩ, mà cư sĩ họ không không có sao tội lỗi đâu. Cho nên kịch có thể nói đó là tự ái, bây giờ tự ái thêm nữa. Cái bắt đầu là gì? Thôi vậy là mình ở đây cũng được rồi, không thèm nữa, bỏ đi về chùa Cái Viên. Vì đã trở về lại chùa Cái Viên lần nữa. Đức Thế Tôn đó, ngài biết cái vị tỳ kheo này đó là cống cao hống hách ngã mạn vậy, thành ra đó là vị tỳ kheo này không có xin lỗi công thiện nam kia một cách đàng hoàng đâu. Thà là đi một cái quãng đường rất là xa để rồi trở về không vậy đó, chứ còn không có thành thật xin lỗi. Thì thành thử ra đó, khi mà trở về chùa Kỳ Viên đó thì Đức Thế Tôn này phái thêm một vị tỳ kheo khác nữa cùng đi với vị tỳ kheo xuất thân má này, đi đến để mà chỉ cách xin lỗi công thiện nam đó. Đức Thế Tôn ngài mới dạy thêm, ngài nói thế là sa môn thì không nên nghĩ quấy như vậy. Chùa của ta, đạo tràng của ta, thiện nam của ta, tín nữ của ta, hoặc là gì? Lộ vẻ kiêu căng, ganh tị. Vì làm như thế đó thì các cái thứ phiền não, nhất là ganh tị, rồi ngã mạn, nó tăng trưởng thêm thôi.
Ngài dạy như vậy xong bắt đầu Ngài mới kết thúc bằng hai câu kệ. Thật sự ra đó thì là hai câu này thành một câu thôi sư thú vị, nhưng mà ở trong pháp cú đó người ta mới ngắt ra làm hai vậy. Thì hôm nay đó mình học câu đầu. Đức Thế Tôn Ngài thuyết Asantang pha wanamichaya ya yeah. Purekha rành cha phi kusu Awase sucha isariyang Pucha para Kule sucha. Và câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỷ kheo. Ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người kính lễ. Rồi Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: Người ngu cuồng vọng tiếng tâm, muốn ngồi trên trước chư tăng thánh phàm. Quyền uy tu viện cao sang, muốn người đưa đón lọng vàng lọng hoa. Còn Ngài Pháp Minh thì dịch như thế này: Tam danh không xứng đức tài, chức vị sư trưởng quyền oai nhất chùa. Gồm thâu đệ tử tín đồ, lễ vật dân cúng dư thừa cũng cao. Và có thêm một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. Thì đây là bốn cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ Pali mà Đức Phật này dạy. Thì xin thưa quý vị, khi nãy chiếc nghĩa từ vựng chúng tôi có nói câu kệ Pháp Cú số 73 này, còn có thêm một câu kệ nữa là câu kệ Pháp Cú số 74. Gom hai câu này lại đó thì mới thành ra một câu. Và chủ từ đó thì lại nằm ở phía dưới. Thì thành ra cái đoạn kết đó, là nằm ở cái câu câu Pháp Cú số 74. Cái đoạn kết đó là Iti bà la sa sankappo ekkhamano cha vatthati. Đó. Là bà la sa sankappo là tư duy của người người ngu. Iti là như vậy. Bà la sa sankappo tư duy của người ngu, ikha mong muốn ước muốn, iti như vậy. Như vậy tức là các cái đức tính mà được trình bày trên đó, thì thành ra là gì? Mano cho quả thật tí là ngã mạn đó, nó tăng trưởng lên, nó lớn mạnh rồi. Thì đó là cái kết cục của người ngu đó. Thì thành ra đó là các cái đức tính được trình bày ở trong câu kệ Pháp Cú số 73 này nè. Đây là các cái đức tính hay là các cái đặc tính của người ngu. Và xin thưa quý vị, không phải người ngu chỉ có một số cái đặc tính này đâu. Mà rồi chúng ta học ở câu kệ Pháp Cú số 74 thì có trình bày thêm một số đặc tính nữa. Rồi các câu kệ nằm ở trong phẩm Ba La Quát Đá này đó, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu có rất là nhiều cái đặc tính. Cái đặc tính này đó mình hiểu là sự hiện bày ra hay là hiện bày qua thân hành khẩu hành. Thì một người mà có cái thân hành khẩu hành được hiện bày bằng các cái đặc tính này nè, thì lúc đó, đó mình xác định đó là ba la, ba lô hay là ba la, là người ngu hay là người nhân. Câu kệ này mình học á, để mình biết được các cái đặc tính này nè là các cái đặc tính xấu. Vì sao là xấu à? Bởi một khi mà mình có các cái đặc tính này thì sẽ khiến cho mạng, khiến cho mạng mano và thật tí. Mạng là ngã mạng đó, thứ gì tăng tiện. Còn nếu như mà dựa theo duyên sự đó thì Đức Thế Tôn Ngài dạy đó là ganh tị và ngã mạng tăng trưởng thêm đó. Mà ganh tị và ngã mạn tăng trưởng thêm lên thì tức có nghĩa đó là
phiền não ác pháp nó tăng trưởng lên. Mà phiền não ác pháp tăng trưởng lên đó, thì theo bà con chứ khổ hay vui? Khổ. À, chẳng những khổ đời này mà khổ đời sau nữa, đời sau sau nữa. Do vậy khi mình hiểu ra vậy thì bắt đầu đó là mình thấy các cái đặc tính vậy 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 nè, là nhân dẫn đến khổ đau cho mình. Mình khổ đau thì là người thân của mình cũng khổ đau. À, mình các cái đặc tính này khiến cho mình đó là bị khổ đau, khổ tha đau này nó thể hiện ở nhiều khía cạnh, như là bệnh tật, thất nghiệp, vân vân. À, thì lúc đó đó là sẽ ảnh hưởng đến người thân của mình nữa, gần xa xa hơn tí đó là ảnh hưởng đến xóm làng, xa xa hơn tí nữa đó là ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội. Từ chỗ đó đó mà mình thu thúc gìn giữ từ bỏ đi các cái đặc tính ấy, tu là vậy đó, xin thưa quý vị. À, vậy bây giờ mình mới cùng nhau tìm hiểu các cái đặc tính này theo chiều rộng chiều sâu ha. Hiểu càng sâu sắc càng rõ ràng đó thì lúc đó mình dễ dàng từ bỏ nó đi. Đoạn đầu tiên Đức Thế Tôn ngày dạy Asam Tăng Pha Wanap Pha Wanap Mích Thầy Gia, người ngu có thể mong muốn sự lớn mạnh không có thật, là không có hiện hữu, không có tồn tại. Vậy sự lớn mạnh mà không có thật, không có hiện hữu, không có tồn tại, đây mình hiểu sao? Theo quý vị ha, mình muốn giàu có thì mình phải làm sao, xin thưa quý vị? Muốn giàu có tức là mình muốn có nhiều phước vật đó. Thì Đức Thế Tôn ngày dạy đó là muốn có nhiều của cải tài sản vật chất đó, thì mình phải tạo, mình phải làm, mình phải tác động hai cách. Một là siêng năng lao động để tạo ra của cải vật chất. Thứ hai là phải bố thí. Bố thí bắt đầu đó, cái lao động đó đó, mình mới gặp nhiều may mắn. Lao động đó đó lúc đó mới là làm chơi nhưng mà ăn thật. Thì lúc đó đó mình mới có nhiều của cải tài sản vật chất. Vậy thì mình mà mong muốn có nhiều của cải tài sản vật chất bắt đầu nữa ha, để thành tựu được cái mong muốn đó mình làm hai việc đó. Thì lúc đó đó thử hỏi bà con chứ cái mong muốn đó đó là thật hay là không thật, là viễn vông hay là hiện thực? Xin thưa quý vị là thật, là hiện thực. Không có ai đó mà siêng năng lao động mà lại không có của cải vật chất cả, ngoại trừ cái số người đó quá đen ơi là đen luôn. Đen ơi là đen ở đây tức có nghĩa là cái gì? Là đời xưa kiếp trước người đó họ keo kiết bủn xỉn quá, họ không từng bố thí một cái gì hết đó. Cái thành ra lại gì, đời này kiếp này đó họ bỏ ra công bao nhiêu đó, bỏ mồ hôi nước mắt ra bao nhiêu đó, thì là họ chỉ được lại cái lợi nhuận bấy nhiêu đó thôi, chứ cái lợi nhuận đó nó không đẻ ra đó. Thì cái đó đó là đen ơi là đen đó. Chứ còn trường hợp đó nếu mà đời xưa kiếp trước mình có bố thí chút chút đó, thì xin thưa quý vị đời này kiếp này nè mình lao động đó, càng ngày nó càng đẻ ra, càng ngày càng tiến bộ phát triển, khiến cho mình có nhiều của cải tài sản vật chất hơn. Thì cái ước muốn mong muốn đó, đó là có thật. Cái ước muốn mong muốn đó, đó là đúng đắn. Nhưng mà bây giờ này mình mong muốn giàu có, nhưng mà gì xin thưa gì? Không làm gì cả, không có lao động. Rồi ăn rồi có thể là gì, ngồi lê đôi mắt nè, hoặc là gì, đi chơi đó, rồi là gì, có đó của mình nhiều hơn tí nữa đó là gì, cho vợ cho chồng cho con đó, thậm chí đó ông bà cha mẹ đó cũng thôi luôn đó. Thì thử hỏi bà con chứ ha, sống vậy làm vậy đó thì cái mong muốn ước muốn đó làm sao thành hiện thực được?
Do đó đó, mong muốn ước muốn thành tựu hiện thực thì buộc lòng mình phải tác động cái điều kiện tương ứng, tức là làm cái điều kiện tương ứng. Điều này bà con chúng ta có thể tham khảo lại cái bài kinh ước ước nguyện ở trong Trung Bộ kinh. Nếu mà ở trong đó đại ý vậy, nếu mà mình tu theo bát thánh đạo đó thì mình có ước muốn hay không có ước muốn đó, mình cũng cứ thành tựu được đạo quả giải thoát. Còn này mà mình không có tu bát thánh đạo, mình không tu một chi Phật cả, thì dù cho mình có ước muốn mong muốn cầu nguyện lại lục van xin sói cán bể đầu luôn đó, thì xin thưa quý vị đạo quả nó cũng ôi rất 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 ư là xa xa vời đó. Do đó cái mong muốn ước muốn thành tựu hiện thực thì buộc lòng mình phải tác động điều kiện tương ứng. Còn nếu mà mình không có tác động điều kiện tương ứng đó thì cái mong muốn ước muốn đó đó chỉ là mong ước muốn thôi, nó trở thành là hão huyền. Dạ, nó trở thành hão huyền. Thì từ cái chỗ này nè ha, từ cái chỗ mà chúng tôi nói với quý vị nhân quả nghiệp báo vậy đó ha, thì dẫn đến những cái phía sau đó mình cũng hiểu theo cái kiểu đó. Thì ở đây đó nói thêm tí nữa nữa. Ở đây đó, cái đoạn đầu này sang tăng phao và nắm cái giá đó, mình hiểu là người ngu đóng mặt mở mặt nè, có thể mong muốn sự lớn mạnh không có đúng, không có thật. Là vì sao? Vì đã gọi là người ngu thì người ngu là như thế nào? Ngu là người không có hiểu rõ ràng về điều kiện kết quả, đó là nhân quả nghiệp báo đó. Thì nói một một cái khía cạnh này thôi, hết xin thú vị ha. Vì không hiểu rõ vậy cái thành ra là gì? Không biết đó là mình có tiền đó thì phải lao động bố thí nè, không biết là mình có quyền uy đó thì phải làm gì xin thú vị? Giữ giới cũng kính thì mình mới có quyền uy được. Không có hiểu biết đó là mình mà được đông đảo quần chúng đó xin thú vị đó thì làm sao? Khi mà mình làm gì mình cũng phải rủ rê kêu gọi người ta đó, không hiểu ra vậy mà sống là ích kỷ nè, ganh tị nè. Ích kỷ đó là gì? Làm mình thôi, ăn ăn mình thôi đó. Còn ganh tị là gì? Không muốn ai làm gì cả. Không muốn ai làm gì cả thì chính vì cái chỗ đó đó, cái thành ra là gì? Nó không có dẫn đến cái kết quả tương xứng. Thì cái đặc tính của người ngu ở đây mình phải hiểu là như vậy, là người không có hiểu rõ, không có ứng dụng lý hay là tính nhân quả nghiệp báo trong thân hành khẩu hành. Thành ra là cái gì? Vì không có tác động cái nhân tương ứng cho nên dẫn đến không có kết quả như mong muốn. Và ở đây đó cái duyên sự này nói là cái gì thì kheo. Thành ra cái đoạn thứ hai này ha, Đức Phật ngài dạy là Purekha Rangja Phikusu. Thì mình cũng hiểu đó là có một cái động từ Icchaya, là người ngu đó có thể nè mong muốn cái uy quyền giữa các vị tỳ kheo. Như là cái vị Suthamma này ha, là mong muốn 1.000 vị tỳ kheo khách kia đó, trong đó có tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên đó, đó là cũng nể phục mình chút chứ, khách đến đây ha, dầu gì nữa mình cũng là trụ trì mà đó, thì là gì, cũng coi trọng mình chút, cũng để cho mình sắp xếp rồi chứ sao nhận lời của thí chủ, đại loại vậy đó. Thì vì do sao mà nghĩ vậy sư tu gì? Do không có hiểu rõ nhân quả nghiệp báo. Đây là các cái gì thành đạo tận, tức là người ta đã thành mãn được cái đời sống tu hành đó, ta đã thành tựu được cái đỉnh của phước trí rồi đó. Mà người đã thành tựu được cái đỉnh của phước trí đó thì xin thưa quý vị cái phước quyền của người ta đó cũng cao lắm đó. Nhưng mà là cái gì? Chẳng qua
người ta không có chú trọng, không có coi trọng, không có để ý đến cái đó thôi. Nếu xét theo quyền ở trong giáo hội này nha, thì xin thưa quý vị, dưới Đức Phật đó là đến Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất, chứ đâu có thể nào đó là cái vị tỳ kheo Xú Tham Má này mà cái quyền cao hơn hai vị này được. Đó. Nhưng mà vì do vị này không có hiểu rành vậy đó, thành ra cứ nghĩ đó là mình, cái quyền của mình phải cao hơn. Đó. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, để có được cái quyền quý này nữa thì buộc lòng mình cũng phải tác động cái nhắn chứ. Ai đời trước ha có cung kính vợ nón nè, để chào đón, bất đáng cung kính chào đón, đời sau kiếp khác sanh ra trong gia đình quyền quý, bản thân của mình ở quyền quý, đây là những cái nhân để dẫn đến thành tựu các cái kết quả đó. Hiểu vậy đó thì mình sẽ có được cái kết quả tương ứng, dâu cho mình có muốn hay là không mong muốn. Đằng này đó, cái vị này nè không có hiểu rõ đây là hai vị tả hữu hộ pháp đó. Là cái vị này đáng lẽ là phải cung kính, kính trọng, nể trọng, bái phục hai vị này này, nhưng mà là không có đó. Thì thành thử ra quý vị, theo quý vị đó, mình không tạo nhân vậy đó mà mình mong muốn đó, thì cái kết quả nó có thành tựu được không? Thì ở đây đó chúng ta hiểu trong giới tỳ kheo thôi, trong các vị tỳ kheo thôi mà mình có thể hiểu động ra là trong các vị ni này, trong các vị thiện nam này, trong các vị tín nữ cũng vậy đó. Xin thú gì đó, mình là người nữ mình so sánh trong hội chúng nữ, mình là người nam mình so sánh trong hội chúng nam, nam có tu, nam không có tu, rồi mình có thể đó là xáo trộn so sánh trong một cái hội chúng mình tham gia vào. Ví dụ như bây giờ mình đang tham gia vào trong lớp Pháp Cú Kinh đấy. Đó, thì trong lớp Pháp Cú Kinh đây gồm có nam, nữ, người tu, người tại gia cư sĩ. Đây là một hội chúng. Thì cái hội chúng này nè, mình mà có cái ước muốn hay là ý muốn đó là người khác phải coi trọng mình đó, phu rết kha răng, tức là có cái uy, có cái quyền đó, thì nên làm cho nó đúng. Đó là một, có uy có quyền đó là do cái nhân phước quá khứ mình đã tạo. Thứ hai, cái uy quyền đó đó nó được lớn mạnh lên đó, thì đời sống hiện tại mình phải tạo cái nhân. Và ở trong kinh Tiếng Nghiệp Phân Biệt đó, thì Đức Thế Tôn ngày dạy cung kính, kính trọng, thì là sẽ có phước quyền. Thứ ba, đây là các đặc tính của người ngu hết sức tôi. Thứ ba, Avasechasriyan, của chất một rồi hồi nãy đó là gì đó, Purekha đó là nể phục ha, kính trọng. Bây giờ Isariyan đó mới là quy quyền đó, thì nể phục kính trọng với quy quyền này đó nó thuộc về một nhóm nhân. Nhóm nhân này đó là nhân phước đức, tức là liên quan liên hệ đến cái đức độ đức hạnh sống của mình. Đức độ đức hạnh sống của mình đó mà tốt đẹp nhiều bao nhiêu thì lúc đó người khác sẽ nể trọng kính trọng mình bấy nhiêu, lúc đó mình sẽ có quyền bấy nhiêu, mình sẽ có quyền bấy nhiêu. Rồi như vậy thì là bây giờ mình bước sang luôn cái đặc tính thứ tiếp theo là Puja Para Kule Sucha Ichaya, là mong muốn sự cúng dường của ba già ba tính. Đó thì cái vị tỳ kheo má này nè, ông đại gia Chích Tá đó, ông thỉnh ngàn vị tỳ kheo kia xong rồi ông mới thỉnh tới cái vị tỳ kheo này. Đó thì thành thử ra đó là cái vị tỳ kheo này bất mãn, nghĩ rằng đó là có mới nới cũ, cúng dường đến một ngàn vị tỳ kheo kia thôi mà không có ngàn gì đến mình cả.
Đó, thì thành ra là gì, ước muốn mong muốn là không phải chỉ có một cái ông chích tá đó đó cúng dường cho mình thôi, mà bà già bà thịnh Paracu Lê Xung, tức là giữa các gia đình khác, ai gặp mình đó cũng phải cúng dường hả. Nhưng mà thử hỏi quý vị ha, ước muốn vậy đó có thành tựu hiện thực được không? Không ha. Mình được người ta cúng dường đó là sao, xin thưa quý vị? Mình được người ta cho đó, nói rộng ra tí đó, mình được người ta cho đó thì là do cái gì ạ? Trước hết ha, mình được người ta cho thì đó là cái quả phước đó, xin thưa quý vị. Được người ta cho tiền, cho bạc, được người ta cho món ngon vật lạ, được người ta cho cái này cái kia đó, thì đó chính là quả phước. Tuy cái quả phước đó nhiều hay là ít, để người ta cho mình tiền bạc đó nhiều hay ít, người ta cho các cái vật dụng đó là đồ xin hay là đồ dột, điều này đó quý vị tham khảo lại ở trong cái phần chú giải đó, cả 10 vật thí này là. Thì khi nào đó mà mình gì đó cúng dường vật quý trọng nè, cúng dường đồ quý trọng nè, thì những người nam nữ đó đó họ sanh đến cái chỗ nào thì cũng được cao sang đầy đủ ở cái gọi đó. Đó thì thành thử ra đó là bây giờ mà mình muốn được ai ai gặp mình cũng cúng dường hết á, thì mình phải sống nới rộng bàn tay. Đó, từ vô thủy luân hồi cho đến giờ này, kiếp nào ra đó mình cũng sống theo cái kiểu đó là ban phát vậy đó. Đó, gặp ai cái gì đó mình cũng cho, nhưng mà dĩ nhiên đó muốn cho người ta thì mình phải có cái để mà cho. Đó, do đó là gì, siêng năng tinh tấn lao động này, rồi siêng năng tinh tấn bố thí đó, thì là đời đời kiếp kiếp sanh ra đó mình mới có nhiều của cải tài sản vật chất. Rồi khi mà có nhiều của cải tài sản vật chất vậy đó, cái bắt đầu đó là gì, mình bố thí vô phân biệt, ai cần ai khó mình đều cho, đều bố thí cả. Thì lúc đó đó mình mới ban cái ân huệ đó đến vô lượng chúng sinh vậy đó, thì đời này kiếp này sinh ra là vô lượng chúng sinh đó đó giống kiểu đó, họ mang ơn mình đó, thì bây giờ họ mới trả đó, họ mới cúng dường lại, ai gặp mình đó cũng muốn cúng cho mình vậy đó, muốn cúng cho mình vậy. Thì ước muốn mong muốn như vậy đó thì mới là thật là đúng. Còn nè, sống keo kiết bủn xỉn có nhiêu ăn hết, nhiều hơn đó là chỉ chồng con, chồng vợ con thôi. Thì sống vậy đó mình không ban phát ân huệ cho ai cả thì làm sao đó người khác họ có thể ban phát ân huệ lại cho mình được. Thì do đó đó cái ước muốn mong muốn đó đó là không có thật, ước muốn mong muốn đó là không có đúng. Thì bản chất hay là bản tính hay là đặc tính của người ngu là như vậy đó. Thì thành thử ra là cái gì, họ sẽ dễ dàng sống đứng núi này trồng núi nọ, và từ cái chỗ đó là dẫn đến sao, xin thú vị, dễ dàng đó là than thời tha than trời trách đất, oán than số phận, rồi có khi là gì, cho rằng nghĩ rằng tự hào hống hách kiêu căng, một loạt những cái phiền não ác pháp nó tăng tiến tăng trưởng mạnh. Và một khi mà để cho những cái phiền não ác pháp nó tăng trưởng vậy đó thì xin thưa quý vị, vô minh nó dày 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 dày, dày thêm nữa, tác hại vô cùng. Thì đây là các cái đặc tính đức tính của người ngu, chúng tôi xin được trình bày đến với bà con chư Phật tử chúng ta là như vậy. Thì ước mong qua cái sự trình bày này của chúng tôi, tất cả chúng ta đều nhận ra được những cái đức tính này là không có lợi. Từ đó đó, nếu mình có thì cố gắng từ bỏ dần dần và làm ngược trở lại, tức là tạo các cái đức tính tốt đẹp hơn, để từ đó bản thân của mình có được cái sự lớn mạnh ở trong Phật pháp.
Phước báo phát sanh xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài đồng tiếng quá an vui. Nam mô Bụt Tha Gia. Rồi chúng tôi phúc chúc luôn hả quý vị ha, để chúng ta hoàn mãn cái buổi sinh hoạt này. Mời quý vị lắng tâm thanh tịnh để hướng nguyện công đức mình đã tạo. Phawatu sapa mangalang rakan tu sapa dewata sapa buta nupa we na sapa thamma nupa we na sapa sangka nupa we na soda sote phawantu te. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Tu sa tu lặng tránh nhà thay mặt đại chúng cháu rung con xin được trên để đức minh mẫn đã từ bi hoàn mỹ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú 73 và chúc phúc cho rung chúng con xin được tri ân đại đức và thân là xin được kính mời toàn